vứt mẹ đi anh em ạ. Đấy, hôm nay em lại tiếp tục bỏ một cái bộ sàn 5D 6D của chiếc xe bán tải này. Em mà vứt bộ này, nhiều bác mà đang sử dụng sàn 5D 6D này ghét lắm đấy, nhưng mà mình phải chấp nhận sự thật nhé. Đây, cái bộ là sàn 5C 6D, trên thì có một cái lớp rối, dùng sau một thời gian đây này nó đã bị tuột cái đầu cố định này rồi. Đấy, đã bị tuột rồi. Ngoài này đúng ra nó có một cái cài đây nữa cơ, nhưng nó đã bị tuột. Và dùng cái này đi, anh em lâu lâu mà trời mưa mà xong không vệ sinh được luôn ấy, mấy hôm là nó hay có mùi nhá. Mà cái này em mà đi rửa xe xịt nước xong cũng phải đợi 2-3 hôm mới khô, nó không khô luôn được. Đấy, cái giải pháp anh thay thế cái này là anh em trải một lớp sàn da, xong là anh em sử dụng những cái loại sàn nhựa, sàn kata ấy. Đấy, anh em nhìn đây này, nó gọn chưa? Sao mà anh em cứ phải đi dùng mấy cái sàn mà sử dụng sau một thời gian ấy, nó bung hết ra, nó chiếm cái không gian xe, cảm giác là nó rất là chật. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Này, có cả cái cúc cài vào đây nhá, cố định luôn. Đây, nước không bao giờ ngấm xuống này, có giọt nước này không bao giờ ngấm xuống mà nó rất là sạch. Anh em nhìn thấy nó ok không? Nói thật là 5D 6D anh em nào thích thì em vẫn làm cho, nhưng mà cái nào hiệu quả thì em luôn ưu tiên cho anh em và em tư vấn cho anh em để sao anh em sử dụng nó hiệu quả tốt nhất anh em nhá.